Phía Phương Anh tuyên bố, mình là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới. Á quân The Face 2016, Phía Phương Anh, thời gian qua đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi chính thức lấn sân sang con đường ca hát với sản phẩm âm nhạc mang tên Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em. MV sau khi lên sóng đã nhận phải nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, khi đa số ý kiến đều cho rằng MV có lời ca nhảm nhí và khẳng định luôn là thảm họa V-pop. Sản phẩm debut của Phía Phương Anh hiện còn đang sở hữu số lượt dislike 38.000 và gấp khoảng 3 lần lượt like 18.000. Mới đây, cộng đồng mạng còn đang không khỏi xôn xao khi trong clip hậu trường được đăng tải, Phía Phương Anh không ngại ngần khẳng định mình là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới. Cụ thể, ở ngay phần đầu clip hậu trường, Phía Phương Anh chia sẻ, "Xin chào mọi người, mình là Phía Phương Anh và I'm a new dancing queen." Ngay bên dưới khoảnh khắc này, ekip còn bổ sung dòng V-Sub để giải thích tiếng Việt cho lời chia sẻ của Phía Phương Anh, "Mình là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới." Lời chia sẻ này của Phía Phương Anh lập tức nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí có người còn cho rằng cô nàng đang học tập cách lấn sân ca hát của đàn chị Chipu bằng cách tự phong danh hiệu cho mình. Không dừng lại ở đó, Phía Phương Anh tiếp tục cho đăng tải một đoạn clip lên tài khoản TikTok với nội dung "Xin chào các bạn, I'm a new dancing queen. Tôi là nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ca khúc Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em và hãy tiếp tục nhảy vũ điệu cắm sừng nhé." Sau khi khẳng định mình là dancing queen thế hệ mới, tại clip hậu trường MV Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em dấy lên luồng tranh cãi không nhỏ. Một lần nữa, Phía Phương Anh lại tái khẳng định danh hiệu gây dị ứng này. Liệu đây có phải là hình ảnh lẫn định hướng mà ekip đang hướng cô đến? Nếu quả thật như vậy, Phía Phương Anh vẫn còn phải đi một con đường rất dài, thậm chí chưa rõ đích đến là đâu. Và phản ứng của khán giả đã thể hiện rất rõ rệt. Ở ngay phía dưới phần bình luận, đa số netizen đã để lại bình luận châm biếm với ý chung. Người ủng hộ như trong clip Phía Phương Anh đề cập thì chẳng thấy đâu, trong khi từ trên xuống dưới, tràn ngập mạng xã hội đều là những lời ném đá, thậm chí những chỉ trích khá nặng nề. Đây đều là những nhận định trước sau như một của netizen kể từ khi Phía Phương Anh tung MV debut Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em. Khắp các diễn đàn mạng xã hội đều ra sức ném đá sản phẩm này. Âm nhạc bị ví như thảm họa với ca từ khó có thể hiểu nổi. Phong cách thời trang cũng bị chê lên chê xuống khi kém xa lúc cô nàng làm người mẫu. Vũ đạo thì bị fan K-pop bóc mẻ quá giống với ITZY. Đồng thời, tính đến thời điểm hiện tại, MV debut của Phía Phương Anh đã nhận về 40.000 lượt dislike so với 19.000 lượt like, nghĩa là số lượt dislike hơn gấp 2 lần lượt like, tiếp tục là một thực trạng đáng báo động. Một số bình luận của cư dân mạng, ai ủng hộ đâu, giơ tay lên đâu, chứ tôi là không rồi đó. Không biết có ai ủng hộ mà tự tin nói như đúng rồi á. Không ủng hộ tí nào, chị đừng ca hát nữa, xin chị đấy, hình ảnh đang đẹp bao nhiêu. Còn nhớ cách đây 4 năm khi Chibu chính thức bước sang con đường comic, cô từng gây bão với lời phát ngôn, từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ. Tuy nhiên, sau 4 năm thì dường như Phía Phương Anh còn có bản lĩnh hơn rất nhiều khi sẵn sàng tự phong cho mình danh hiệu nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới chỉ ngay sau MV đầu tay.